Ok, thì xin chào các bạn đã xem video của mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chuyên mục review cái bẫy kẹp nha các bạn. Hôm nay, nhân vật chính của chúng ta sẽ là bẫy kẹp Wacky Trap, hay còn gọi là bẫy kẹp kỳ quặc nha các bạn. Cái tên khá là ngộ nghĩnh. Đây, như các bạn cũng đã thấy rồi, điểm đặc biệt nhất của Wacky Trap đó là chiếc kẹp kỳ dị của nó. Xíu nữa chúng ta sẽ review cái kẹp này sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo từng bước nha các bạn. Bước đầu tiên chúng ta sẽ ngắm tổng thể của cây. Thì có thể là các bạn nhìn theo vào là đã thấy rồi, thì có những cái lỗ đen đen đây nè. Đây nữa nè, đen đen. Nó đều có lý do hết các bạn. Thì trong quá trình trồng á, mình nhận thấy là dòng Wacky Trap này nó khá là dễ bị nhiễm bệnh, nên nói chung là cũng không biết là các bạn trồng Wacky Trap nó như thế nào, nhưng mà mình cảm thấy là nó như thế, nó rất là dễ bị bệnh, nên thành ra là cây nó không được xanh mướt như những dòng cây bẫy kẹp khác các bạn. Tuy là cây này trồng chung với những cây khác, nhưng mà cây khác lại không thấy bị bệnh, mà cây này lại bị lan lộ, thì chứng tỏ là cái sức đề kháng của cây nó khá là yếu so với những dòng cây bẫy kẹp khác. Đây, chúng ta sẽ xem qua lá nó như thế nào nha các bạn. Thì lá của dòng Wacky Trap nó cũng khá là đặc biệt so với những dòng cây bẫy kẹp khác. Dòng Wacky Trap nè, khi mà cái lá nó lên từ cái cuống bản lá thì cũng tương đối hơi rộng quá mà. Lá nó lên nè, rồi đó, đây các bạn thấy không, cái rìa lá nó có cả răng cưa luôn nha các bạn. Wow, hôm nay chúng ta đã thấy được một cái hình dạng lá khá là đặc biệt nha các bạn. Đây, lá răng cưa khá là lạ, và trong lá cũng khá là dày nha các bạn, dày hơn so với những dòng cây bẫy kẹp khác. Đây, lá cũng vẫn màu xanh thôi, đây không phải là một dòng mà full đỏ giống như là dòng Red Pigeonia hay là Marrow Monster. Đây, sau khi review lá xong rồi thì chúng ta sẽ qua bước tiếp theo là review cây kẹp nha các bạn. Thì dòng Wacky Trap, cái điểm đặc biệt nhất của nó đó là cái kẹp. Sở dĩ nó có tên là Wacky, Wacky hồi nãy mình tra trên Google dịch đó, nó có nghĩa là kỳ quặc. Vậy là bẫy kẹp kỳ quặc thì có thể là liên quan tới cái kẹp của cây này. Một dòng kẹp không đụng hàng với ai luôn các bạn. Này, giờ mình sẽ review chi tiết cái kẹp cho các bạn xem nha. Đây, thì kẹp của dòng Wacky Trap nó có hình răng cưa nha các bạn. Thì mình nhìn thấy là bẫy kẹp Wacky Trap nó hình như là nó không có răng luôn. Nói chung là răng môi nú gì nó lẫn lộn tùm lum, mình không biết phân biệt nó như thế nào luôn các bạn. Nhưng nhìn chung thì mình thấy là cái này không, hình như là do không phải là răng luôn, không phải là răng, là cái bản kẹp nó tự động nó biến thành cái răng luôn các bạn. Khi mà cây bẫy kẹp giống như là nó bị nhổ hết răng rồi, giờ nó không có cái gì để mà nó nhai cả, nên cái bản kẹp nó tự động nó hình thành cái răng cưa giống như thế này để mà nhai được con mồi. Thì ra mình nói đùa thôi các bạn, chứ bẫy kẹp nó không có nhai, nó chỉ táp vào và nó từ từ nó siết chặt con mồi lại thôi, chứ mà nó không có nhai. Thì nhiều bạn lúc mà mới mua về, các bạn hỏi mình là khi mà cho cây nó ăn rồi mà sao mà không thấy cây nó nhai gì cả các bạn. Thì cái hành động nhai là chỉ xuất hiện trên phim. Xuất hiện trên phim thôi, nhà làm phim họ nhân hóa lên để cho cây bẫy kẹp nó có khả năng nó hoạt động, nhưng mà trên thực tế là nó chỉ hoạt động lúc mà nó khép lại và nó siết chặt con mồi từ từ, đó gọi là hoạt động, nhưng mà nó không có nhai. Đây, thì chúng ta sẽ review bên trong cái kẹp có những gì nha các bạn. Thì bên trong miệng của kẹp Wacky Trap mình nhìn thấy là có vẻ Wacky Trap khá là nhiều sợi lông cảm ứng. Nói chung là khá là đặc biệt. Đây, hình như là mình đếm sơ sơ là cũng được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sợi lông mỗi bên nha các bạn. Và có một điểm đặc biệt ở cái kẹp này, đó là một sợi lông cảm ứng
nó vươn ra tới tuốt ở ngoài này luôn nè các bạn. Đó, ngay ngón tay của mình chỉ nè. Thôi chắc để mình lấy cái nhíp chỉ cho các bạn dễ kia hơn. Đây, ngay đây nè, có một sợi lông nó nằm tới bên ngoài của cây kẹp. Vậy là chứng tỏ cây bẫy kẹp này nó không có răng, nên nó đã sử dụng một cái bản kẹp của nó hình thành răng luôn. Có thể là vì lý do này mà quốc kỳ cháp có tên là bẫy kẹp kỳ quặc. Đây, bây giờ chưa? Và mình thấy bên trong có vẻ là quốc kỳ cháp nó hơi ửng đỏ, thì có thể là trong tương lai là quốc kỳ cháp nó có thể là nó đỏ nhiều hơn các bạn, nếu như mà nó được phơi đủ nắng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào chuyên mục test thử cây kẹp, xem khả năng hoạt động của quốc kỳ cháp có giống những dòng cây bẫy kẹp khác không nha các bạn. Thì những series review cây bẫy kẹp khác, các bạn cũng đã quen cái vũ khí huyền thoại mà mình hay sử dụng để mà chọc cây kẹp. Đó là một cọng lông chổi. Mình rất là thích sử dụng cọng lông chổi để mà chọc vào những cây kẹp. Đây, thì thường thường những dòng cây bẫy kẹp khác là mình chạm vào cái sợi lông cảm ứng khoảng chừng 2 lần là cây nó sẽ đóng lại. Một số cây thì có tới 3 lần. Nhưng mà mình thấy là đa số là 2 lần là đã đóng rồi, lâu lâu có 1 lần nó đóng luôn. Còn quốc kỳ cháp này nó có như những dòng cây bẫy kẹp khác không, thì bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm xem khả năng đóng mở của cây quốc kỳ cháp nó như thế nào nha các bạn. Thì cái cây này nó khá là đặc biệt, nó có một sợi lông nó nằm ở tới tận ở bên ngoài rìa của cây kẹp, nên mình sẽ thử sợi lông này trước nha các bạn. Và nếu như là sợi lông này nó không có hoạt động thì mình sẽ thử những cái sợi lông bên trong xem là sợi lông nào nó còn hoạt động. Rồi, giờ chúng ta sẽ chạm vào nha. Một lần nè, không có gì cả. Hai lần. Vậy là hai lần cây bẫy kẹp quốc kỳ cháp nó sẽ đóng lại, nhưng mà nó đóng một cách rất là kỳ quặc. Bởi vậy nó có tên là bẫy kẹp quốc kỳ cháp là vậy các bạn. Quốc kỳ cháp trong tiếng Anh có nghĩa là kỳ quặc. Mình không biết nó ăn kiểu gì luôn các bạn. Mà là khi mà nó khép lại nó còn hở một cái lỗ khá là to bự, làm cho con có thể là con mồi nó có thể thoát ra dễ dàng luôn các bạn. Wow. Không biết nó ăn kiểu gì luôn. Nguyên cái lỗ chà bá luôn. Đây này các bạn. Ui giời ơi. Vậy bắt được con nào trời. Thôi, để mà thử nghiệm khả năng đóng mở của kẹp tiếp theo thì mình sẽ test lại khả năng bắt mồi của cây xem nó như thế nào. Chứ mà bây giờ là mình thấy là con bắt không được con mồi nào luôn rồi đó các bạn. Không biết bẫy kẹp quốc kỳ cháp này nó ăn kiểu gì nữa. Mình sẽ quay qua hai cây kẹp bự bự nè bên này. Bây giờ mình mới để ý các bạn, khi mà quay qua cái góc độ này, đó là cái sự mà giống như là bất định khi mà hình thành kẹp. Nó có nguyên lý hết nha các bạn. Giống như là nó gần như là hai bên bản kẹp nó giống nhau luôn. Đây các bạn thấy không? Ở đây nó lên nè, lên thành giống như cái ngọn núi nè. Nó xuống. Thì cái nguyên lý này mình thấy nó giống như là nguyên lý mà cái chìa khóa đó các bạn. Khi mà cái chìa khóa các bạn thấy là có cái răng lên, răng xuống đó. Vậy là quốc kỳ cháp nó, cái sự bất định của nó là cũng có nguyên tắc chứ không phải là nó bất định tè le hột me. Giờ chúng ta sẽ quay trở lại chủ đề chính, đó là chúng ta sẽ test thêm xem là có phải là quốc kỳ cháp là khoảng 2 lần là kẹp nó sẽ đóng và nó đóng như thế nào. Đây, mình đã chuẩn bị một cây kẹp khác. Bây giờ mình sẽ làm lại như bước cũ nha các bạn. Một lần nè, không có gì cả. Hai lần. Wow, hai lần là bẫy kẹp quốc kỳ cháp nó sẽ đóng lại. Nó đóng rất là thờ ơ. Nó nghĩ gì? Mình không biết là cây bẫy kẹp quốc kỳ cháp nó nghĩ như thế nào mà nó lại hình thành cây kẹp như thế. Nhưng mà có thể là quốc kỳ cháp nó có độc lạ thôi, chứ mà cái khả năng bắt mồi của nó gần như là không có. Vì thứ nhất các bạn thấy không, kẹp hở ra chà bá gì thì con mồi chắc chắn là nó sẽ bò ra, chứ không thể nào mà tự nhiên nó ngồi đó nó chờ chết được các bạn. Đây, ok, vậy là chúng ta đã review xong bẫy kẹp quốc kỳ cháp. Vậy là đúng nghĩa là quốc kỳ cháp có nghĩa là bẫy kẹp kỳ quặc luôn các bạn.
trong quá trình hình thành kẹp là nó đã kỳ quặc rồi. Khả năng bắt mồi của nó cũng kỳ quặc không kém. Rồi, ok. Nếu như bạn thấy hay, hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để mình có động lực làm video mới nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những series review cây bay kẹp tiếp theo. Bye bye.